Lê Thái Tổ. Chú thích: truyện Việt Nam Xuân Thu có kể rõ các trận vua Lê Thái Tổ đánh quân Tàu. Đọc tiếp. Thái Tổ nhà Lê tên là Lợi, người làng Lam Sơn, xứ Thanh Hóa, có chí khí to từ thuở nhỏ. Tục truyền ông Tổ Tam Đại nhà ngài nguyên là người làng Như Án. Một bữa đi qua Lam Sơn, thấy có đàn quạ xúm xích bay liệng trên một cái gò. Ông cụ ấy nói rằng: chỗ này là chỗ đất hay đây, mới đem nhà làm ở dưới cái gò. Từ bấy giờ con cái làm hầu trưởng ở xứ ấy, được ba đời thì sinh ra ngài. Cuối đời nhà Trần, Hồ Quý Ly cướp ngôi, nhà Minh sai bọn Trương Phụ, Mộc Thạnh sang đánh, bắt được cả hai bố con Hồ Quý Ly đem về Tàu, rồi chiếm giữ lấy nước Nam, làm ra lắm sự tàn ác. Nào là bắt dân khai mỏ vàng, săn voi trắng, nào là bắt dân mò hạt trân châu, lại cấm dân không cho nấu muối riêng, bắt phải nộp cống hưu trắng, rùa rùa chín đuôi, vượn bạch, trăng to, lại lắm chính sự tàn ác, thuế má nặng nề. Hơn 20 năm, dân sự lấy làm khổ ải, bởi thế trộm giặc chỗ nào cũng nổi lên như ông, dân gian lại càng khốn đốn lắm. Thái Tổ trông thấy tình hình làm vậy, có chí muốn ra dẹp loạn để yên dân. Người nhà Minh vốn biết ngài là hào kiệt nước Nam, muốn dụ ngài ra làm quan, ngài không thèm ra, nói rằng: đại trượng phu nên giúp lúc nạn to, lập nên công lớn, chứ lại thèm làm đầy tớ người ta à. Đến năm Mậu Tuất 1418, ngài nhân được Thanh Thần Kiếm và được bọn Nguyễn Trãi, Trần Hãn đến giúp, nhưng mới mộ quân khởi nghĩa, chiêu dụ hào kiệt, đánh nhau với quân nhà Minh, lắm trận gian truân mà chí ngài vẫn không núng. Một khi ngài thua trận ở Côi Huyện, quân sĩ tan chạy mất cả, chỉ còn độc một mình tìm đường chạy trốn. Tướng nhà Minh đem quân đuổi theo, ngài túng thế không biết làm thế nào, sảy gặp một ông lão nhà quê đang tát ruộng cấy mạ. Ngài nhảy ngay xuống ruộng cầm mạ cấy đỡ cho ông ấy. Một lát quân Minh đuổi đến nơi, thấy người làm ruộng, hỏi thăm rằng: có thấy ai chạy qua đây không? Ông lão làm ruộng đã biết ý, chắc ngài là vua Lê, mới trỏ tay về mé trước mặt, nói rằng: tôi vừa thấy một người chiến tướng hớt hờ hớt hải chạy về mé trước kia kìa. Quân nhà Minh tưởng thực, kéo cả đi về mé trước, ngài nhân thế được thoát. Lại một bữa quân Minh đuổi kiếp quá, phải núp mình vào trong bụi rậm. Quân Minh có con chó săn cực khôn, lồng lẫy cắn vào trong bụi. Quân Minh cầm giáo xỉa vào, bỗng thấy một con cáo chạy ra, quân mới bỏ đám ấy mà đi, nhân thể lại được thoát. Lại một buổi đánh nhau với tham tướng Minh là Phùng Quý, thua trận chạy về đến núi Linh Sơn. Quân hết lương ăn, phải nhịn đói mất hơn 2 ngày, chỉ đào củ chuối và hái rau ăn trừ bữa. Tuy vậy, càng thua lại càng phấn chấn, chớ không ngã lòng. Vả lại được các tướng giúp đỡ như bọn Lê Sát, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Lê Truyện, ai nấy cùng dốc một lòng, cho nên dần dần lại chuyển thua thành được. Về sau, đánh được Trần Trí, đuổi được Phương Chính, chém được Liễu Thăng ở núi Mã An, bắt sống được bọn Thôi Tụ, Hoàng Phúc. Trong 10 năm trời quét sạch bờ cõi, bấy giờ ngài mới lên ngôi hoàng đế. Khi ngài thành công rồi, một bữa ngự thuyền rồng chơi trong hồ Tả Vọng, bỗng thấy một con rùa to bơi trên mặt nước. Ngài cầm Thanh Thần Kiếm chỉ xuống, không ngờ bị con rùa ấy đớp lấy rồi lặn mất. Bởi thế đổi tên hồ ấy là Hồ Hoàng Kiếm, nghĩa là trả gươm của trời. Ngài đem lại nước Nam, làm nên công nghiệp hiển hách, truyền đời ngót 400 năm trời, thực là một vị đại anh hùng đệ nhất nước Nam. Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi hiệu là Ức Trai Tiên Sinh, cha ông ấy là Tự Khanh Công, nguyên người ở huyện Phượng Nhẫn. Ông cụ ấy hay địa lý, mới đem tiên phần sang tán ở làng Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, rồi làm nhà và nhập tịch làng ấy. Đời con là Nguyễn Trãi, đỗ tiến sĩ về thời nhà Hồ, làm đến ngự sử đài chánh chưởng. Đến lúc nhà Hồ mất, ông ấy về ẩn ở núi Côn Sơn, có bụng muốn ra dẹp loạn cứu đời. Bấy giờ có người ở làng Hoắc Xa, tỉnh Sơn Tây tên là Trần Nguyên Hãn, đi bán dầu kiếm ăn. Một bữa trời tối đi qua làng Chèm, mới vào đền Chèm nằm ngủ. Nửa đêm nghe có tiếng ông thần làng khác vào rủ ông Chèm lên chầu trời. Ông Chèm nói có quốc công ngủ trọ không đi được, đến gà gáy ông thần kia trở về. Ông Chèm hỏi trên trời có việc gì, thì ông kia nói rằng: Thượng Đế thấy nước Nam chưa có chúa, có cho ông Lê Lợi,
tức là Lê Thái Tổ, làm chúa, mà ông Nguyễn Trãi thì làm bầy tôi. Trần Nguyên Hãn nghe rõ câu ấy, chịu khó hỏi dò tìm đến nhà ông Nguyễn Trãi, kể lại chuyện ấy. Nguyễn Trãi không tin, lại về đền chèm cầu mộng, thì thấy thần báo mộng rằng việc thiên đình bí mật lắm, không dám nói lộ ra ngoài. Có chị tiên dông biết tường việc ấy, vả lại là đàn bà thì trời không trách đến, ông nên đem vàng đến đền ấy mà hỏi. Ông Nguyễn Trãi nghe lời ấy, đến cầu mộng đền bà tiên dông, thì mơ thấy bà ấy gọi bảo rằng: Nguyễn Trãi, Lê Lợi làm vua mà anh thì làm bầy tôi, anh chưa biết chuyện ấy à? Ông ấy hỏi cặn kẽ lại thì mới biết ông Lê Lợi là người làng Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, mới cùng Trần Nguyên Hãn vào Lam Sơn hỏi thăm đến nhà ông Lê Lợi. Bấy giờ Thái Tổ còn hàng vi, khi hai ông kia đến thì ngài đang mặc cái áo cánh cọc, vai vác bừa, tay dắt bò ở ngoài đồng về. Hai ông xin vào hầu, Thái Tổ mời nghỉ lại trong nhà. Xảy gặp hôm ấy nhà có dỗ, hai ông kia xuống bếp thổi nấu, trông trộm lên nhà trên thì thấy ngài cầm dao thái thịt, đang vừa thái vừa ăn. Hai ông kia bàn riêng với nhau rằng: bà tiên dông nói lừa chúng ta đây, có lẽ đâu khí tượng thiên tử mà lại thế kia bao giờ. Liền cáo từ ra về, lại đến cầu mộng đền bà tiên dông, thì thấy báo mộng rằng Lê Lợi làm vua, trời đã nhất định như thế rồi, chỉ vì chưa có thiên tinh giáng đấy thôi. Hai ông lần sau lại đến thăm Thái Tổ, thì bấy giờ ngài đã được quyển thiên thư. Khi ấy đang đêm đóng cửa xem sách, Nguyễn Trãi đứng ngoài cửa dòm vào, rồi đẩy cửa, hai ông cùng vào. Thái Tổ cắp thanh gươm đi ra, hai ông cùng lại phục xuống đất và nói rằng: chúng tôi xa xôi lặn ngòi noi nước đến đây là vì thấy ngài làm được chúa thiên hạ, xin cho chúng tôi được theo hầu. Thái Tổ cười, lưu hai người ở lại mưu việc khởi binh. Ông Nguyễn Trãi lấy mỡ viết vào lá cây 8 chữ: Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần. Về sau, sâu cắn những lá ấy rụng xuống, người ta thấy vậy cho là sự trời định, đồn rực cả lên. Bởi thế nhân dân tranh nhau theo về với ông ấy, quân thế mỗi ngày một thịnh. Đến năm Mậu Tuất mới bắt đầu ra đánh nhau với quân nhà Minh. Ông Nguyễn Trãi bằng mưu lập kế giúp vua Thái Tổ đánh hơn 20 trận. Năm Bính Ngọ, quân ta thắng trận, tiến sát đến Đông Đô. Tướng nhà Minh là Vương Thông giữ vững trong thành. Nhà Minh lại sai An Viễn Hầu là Liễu Thăng và Kiềm Quốc Công là Mộc Thạnh chia quân làm hai đường sang cứu Đông Đô. Thái Tổ đón đánh ở núi Mã An, chém được Liễu Thăng và bắt sống được bọn Hoàng Phúc, Thôi Tụ hơn 300 người. Mộc Thạnh phải trốn về nước, Vương Thông mở cửa thành ra hàng. Từ bấy giờ hai nước lại thông hiếu. Nội là tờ bồi giao thiệp với Tàu do tự một tay Nguyễn Trãi cả. Vì có công được phong quốc tính, gọi là họ Lê mà thăng lên làm Vinh Lộc Đại Phu nhập nội hành khiển, coi cả việc trong ba quân và được phong là Tế Văn Hầu. Trần Nguyên Hãn thì được phong làm quốc công, đến khi mất lại được phong làm thành hoàng, bây giờ còn đền thờ ở làng Hoắc Sa. Nguyễn Trãi văn chương hùng dũng, có khí lực, phàm các bài như là Văn Bình Ngô Đại Cáo cùng là Văn Bia Lam Kinh Thần Đạo có chép vào bộ Thực Lục là tự tay ông ấy soạn ra cả. Tính ông ấy điềm đạm, không ham mê danh lợi, thường có chí muốn từ chức về nhà. Ông ấy có một trại riêng ở tỉnh Bắc gọi là Tiêu Viên. Đến thời vua Thái Tôn, Nguyễn Trãi trí sĩ về ẩn ở trại ấy. Cuối đời Thiệu Bình, vua Thái Tôn nhân đi chơi qua tỉnh Bắc, vào chơi trại Tiêu Viên, Nguyễn Trãi đi vắng. Có người nàng hầu là Thị Lộ ở nhà pha chè hầu vua. Chiều hôm ấy vua mất, đình thần cho là Thị Lộ giết vua, bởi thế cả nhà ông Nguyễn Trãi phải tội tru di. Khi trước đánh nhau ở núi Mã An, Nguyễn Trãi bắt được thượng thư nhà Minh là Hoàng Phúc. Hoàng Phúc nguyên giỏi nghề địa lý, khi ở nước Nam, bao nhiêu chỗ kiểu đất hay đã biên ký lấy cả, bây giờ phải bắt, Nguyễn Trãi có ý khinh bỉ. Hoàng Phúc cười bảo rằng: Mã Tổ nhà tôi có xá văn tinh, chẳng qua chỉ phải nạn trong 5 ngày là cùng, không đến nỗi như ông, có đất phải tru di tam tộc. Bây giờ cũng cho lời ấy nói rằng, về sau, Hoàng Phúc quả nhiên được thả về, mà Nguyễn Trãi thì mắc nạn, mới biết lời trước là nghiệm. Tục truyền khi ông Nguyễn Trãi chưa đỗ, dạy học trò ở làng Nhị Khê, thường có sai học trò dọn cỏ một cái gò ở ngoài đồng để làm trường dạy học. Đêm hôm trước, mơ thấy một người đàn bà vào kêu rằng: tôi mẹ yếu con thơ, xin ông khoan cho 3 ngày để tôi đem con tôi đi chỗ khác, rồi ông sẽ sai dọn cỏ.
Sáng sớm thức dậy ra đồng xem thì học trò đã dọn sạch rồi và bắt được 2 cái trứng rắn. Nguyễn Trãi hỏi thì học trò nói rằng: "Ban nãy chúng tôi thấy con rắn ở trong đám cỏ rậm, đánh nó đứt đuôi mà chạy mất, chỉ bắt được 2 cái trứng ở đây." Nguyễn Trãi nghĩ con rắn hẳn là người đàn bà báo mộng hôm qua, phàn nàn không ngần nào, mới đem 2 cái trứng về nhà nuôi cho nở. Đêm hôm ấy, đang ngồi xem sách, có con rắn trắng leo lên xà nhà, rõ máu trúng vào chữ đại trong trang sách, thấm xuống 3 tờ giấy. Nguyễn Trãi biết là nó tất báo oán đến 3 đời. Đến khi 2 cái trứng kia nở ra, thì một con dài, một con ngắn. Nguyễn Trãi sai đem thả xuống sông Tô Lịch ở cạnh làng. Khi Nguyễn Trãi đã hiển đạt, một bữa ở trong triều về, đi qua hàng chiếu, trời đã tối sầm sẫm, gặp một đứa con gái đi bán chiếu, nhan sắc tuyệt trần. Trãi đọc lên 4 câu thơ để hỏi đùa. Thơ rằng: "Ả ở đâu nay bán chiếu gon, chẳng hay chiếu ấy hết hay còn. Xuân thu nay độ bao nhiêu tuổi, đã có chồng chưa được mấy con?" Người con gái ấy cũng đọc lên một bài đáp lại. Thơ rằng: "Tôi ở Tây Hồ bán chiếu gon, nổi chi ông hỏi hết hay còn. Xuân thu tuổi mới trăng tròn lẻ, chồng còn chưa có chi con." Nguyễn Trãi thấy nói đối đáp ngay được, lấy làm khoái chí lắm. Hỏi tên thì nói tên là Thị Lộ, mới đem về cho làm nàng hầu. Vua Thái Tôn nghe tin nàng ấy đẹp và hay chữ, sai làm nữ học sĩ, thường thường cho ra vào trong cung. Khi vua vào chơi nhà ở Tiêu Viên, thì ông Nguyễn Trãi đi vắng, chỉ có Thị Lộ ở nhà. Nàng ấy pha nước dâng lên vua xơi, vua uống phải thì mất ngay. Nguyên Thị Lộ tức là con rắn hiện hình ra làm người để nó báo thù. Khi nó pha nước thì nó nhả cái nọc độc vào trong chén nước, cho nên vua trúng độc mà mất. Các quan bắt con Thị Lộ vào tra hỏi thì nó xưng là ông Nguyễn Trãi xui nó. Đình thần mới chiếu luật bắt tội nhà ông ấy mà bỏ con Thị Lộ vào củi đem quẳng ra sông Nhị Hà, thì nó lại hóa ra con rắn ở trong củi chui ra đi mất. Lúc nhà ông Nguyễn Trãi đang phải nạn, có người vợ lẽ đang có mang chạy trốn xuống ở tỉnh Nam, về sau sinh được người con trai đặt tên là Anh Võ. Ở đã lâu, chủ nhà mới biết là vợ lẽ ông Nguyễn Trãi. Đến thời Quang Thuận, vua Thánh Tôn thương ông ấy mắc phải tội oan, ban chiếu giải oan và phong tặng làm thái sự Tuệ Quốc Công. Sai tìm dòng dõi nhà ông ấy thì mới tìm thấy Anh Võ. Vua phong quan chức cho Anh Võ để nối dõi nhà ông ấy. Đến sau, Anh Võ sang sứ Tàu đi qua hồ Động Đình, bỗng thấy con rắn ở dưới nước bò lên, rồi thì phong ba nổi lên ầm ầm. Anh Võ biết lại là con rắn trước báo oán, mới khấn rằng: "Xin cho trọn việc nước, rồi đến lúc trở về sẽ xin chịu tội." Khấn vừa đoạn thì sóng gió lại yên. Đến lúc việc sứ xong trở về, quả nhiên lại nổi cơn sóng gió, đắm thuyền mà mất. Vua Thánh Tôn truy tặng cho làm thái sư Sùng Quốc Công. Trong năm Cảnh Hưng, triều đình duyệt lại các sắc phong của các ông khai quốc công thần. Khi duyệt đến sắc ông Nguyễn Trãi thì quan thị lạng là ông Lê Quý Đôn xé đạo sắc ấy ra, nói rằng: "Bọn loạn thần tắc tử, còn để cháu sắc làm gì nữa?" Nói vừa buông lời, bỗng nhiên ngã gục ngay xuống, rồi thấy 2 tên lính bắt đi, đưa đến một chỗ đền đài, tường diễu chung quanh, có các cây cổ thụ tom hàng 10 ôm. Trong đền có vài chục chiếc ỷ, ở mé hữu có một tấm sập, trên sập có một ông quan ngồi, đầu đội mũ, mình mặc áo bố tử. Lính hầu xúm xích chung quanh. 2 tên lính bắt ông Lê Quý Đôn quỳ ở dưới thềm, rồi ông quan ngồi trên sập thét lên rằng: "Ta là Tế Văn Hầu đây, ngươi là sơ học tiểu sinh, sao dám bỉ báng người có công tiền triều, tội người đáng chết." Lê Quý Đôn ngồi nín lặng, không dám ngẩng mặt lên nhìn. Bên cạnh có người đội khăn lược mặc áo xanh kêu vang thay cho Lê Quý Đôn. Ông quan lại nói rằng: "Công danh sự nghiệp của ta không thèm so sánh với ngươi, ngươi đừng tưởng ngươi đổ bản nhãn mà đã khinh người. Cho về mà thử xem bài Bình Ngô Đại Cáo của ta, nếu người làm hay hơn được bài ấy thì xé sắc của ta cũng phải." Lê Quý Đôn tỉnh dậy kinh hãi lắm, lập tức viết lại sắc của ông Nguyễn Trãi. Vì thế sắc của công thần không ai phải tước cả.